con chào chú. Con là ai vậy? Dạ, con là người giúp việc mới. À, mong chú giúp đỡ con. Ừ. Đi vô con. Con làm gì vậy? Con thích. Nhìn gì? Vô lượm, nhiệm vụ mà. Thôi đi lên. Có mùi gì thối quá. Con nói gì vậy? Ủa, người chị đâu có mùi gì đâu. Với lại chị lớn tuổi hơn em mà, sao em nói kỳ vậy? Tôi thích anh thì sao? 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 Tính thật tôi hả? Ông đây nè, ông đây. Thôi nè, đi lên. Không biết sống sao cho vừa lòng với mọi người nữa. Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi, ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó, rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. Ủa? À, hả con gà, cái con đi giết nó. Ôi con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em chỉ nghe mùi tanh đúng rồi. Dạ, không phải đâu. Em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh 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 hẹn chi mùi tanh đúng rồi. Chị con nữa đi. Trời ơi, mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, nó lấy xe ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, trời ơi. Ông về đâu. Mày không chịu hả? Mày thằng này con mà đau nó. Con chứ cái cháu gì chắc. Thôi bà thương, đừng khóc nữa. Bây giờ mình chơi trò chơi ha. Ba với con chơi trò chơi. Chơi bịt mắt bắt dê. Nhưng mà ba bị nha. Thì đương nhiên rồi, ba sẽ bịt mắt, ba bắt con ha. Lấy. Bên này nè. Đứng yên lấy chờ đi, ba sẽ qua bắt con đây. Đừng có hòng chạy thoát được ba. Bây giờ ba đang tìm mình đó. Nhưng mà thật sự là mình đang nằm ở đây. Nhỏ này, bữa nay đâu mà ra đây nằm vậy? Mẹ, cởi giày đã, khoan. Mẹ, từ. Mẹ nói này nè, quan trọng lắm, rất là quan trọng luôn. Mẹ vậy hả? Có hai con nhỏ nhà quê nó dám vào nhà mình đó mẹ. Nhỏ em á thì nó dám vào phòng của con, nó tên là Tâm Tanh á. Đứa nào tên là Tâm Tanh? Thì nó là Tâm Tanh chứ là cái gì? Ba? Ai vậy ba? Hai đứa nhỏ nó dưới quê lên mà nó không có chỗ ở, thì ba mới nhận vô để nó giúp việc nhà mà. Ba này, tự nhiên cái ai không có chỗ ở là ba đem về nhà cho người ta ở hả? Thì ở tạm ngay cái phòng để quần áo đó. Dạ, tụi con chào cô. À, mẹ, nhỏ này nè, đó là Tâm Tanh nè mẹ. Làm chi? Làm chi? Đừng à. Ba, không có được đâu nha ba. Ba đừng có tự tiện quyết định với cái chuyện này. Không có được đâu, đồ nhà quê. Tránh ra con mẹ nói chuyện coi. Nè, cô xin lỗi hai đứa nha, nhưng mà chắc là không được đâu. Từ xưa tới bây giờ gia đình cô không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Công việc nặng nhọc lắm, con không có làm nổi đâu. Không làm nổi đâu, không làm nổi đâu. Giả lại còn đem thêm gái nữa. Giả lại còn đem theo con gái nữa. Cứ để nó làm thử coi.
đằng nào nó lương cũng thấp hơn mấy người giúp việc trước mà. Ba à, con nghĩ không phải là lúc ba xen vô mấy cái chuyện này đâu ba. Tụi con xin lỗi cô, nhưng mà cô có thể cho tụi con tiếp tục làm việc ở đây được không cô? Thật sự là tụi con không còn chỗ nào đi hết á. Cô nói không được là không được. Bữa nay hai đứa lỡ rồi thì thôi, ngày mai hai đứa cảm phiền đi giùm cô đi. Nếu giúp được á thì giúp đi chị, người ta khó khăn mới như vậy. Với lại nhà mình á, nhà giúp việc nghỉ rồi, không có liên quan gì tới em hết. Đi làm thì lo đi làm nhanh lên đi. Không có được nha hai đứa. Yeah. Dạ cô ơi, cô con khỏe lắm á cô. À con ăn ít nữa, ai sai gì con cũng làm hết á, trả cho con ít tiền cũng không sao hết á. Tụi con thiệt sự là không còn chỗ nào để đi hết á. Cô cho tụi con ở đây làm nha cô. Cô nói không được là không được mà. Không có được đâu. Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cái thằng này xô em té hả? Xô em té hả? Làm chi? Không biết cái gì thì thôi đi, ở bày đặt mà xen vô nữa. Thì đúng rồi, con không biết gì hết á. Nhưng mà con biết lúc nào thì nên giúp người đáng thương. Tại sao mày lại đối xử với người khác như vậy? Mày thật là vô tâm mà. Vậy thằng này con đá mày bây giờ. Mẹ đánh con bây giờ á, nhiều chuyện quá. Đi mà một dáng thôi, em cũng biết đánh chứ bộ. Biên em đánh giỏi lắm á, cho em chơi đi. Ủa nè, thôi chơi đi. Yeah. Ủa muốn gì nhiều quá vậy? Đem trên phụ cho. Tôi xách được rồi. Đem trên phụ cho. Đây. Mẹ ông cũng đang xách nặng nè ông. Thôi vậy đây mẹ đây đưa con phụ cho. Thôi được rồi, không cần đâu. Thôi đây mẹ đây đưa con. Đây chị đây chị. Chị về nha hai đứa. Dạ em chào chị. Tâm Anh. Hả? Em làm bài xong chưa? À, xem làm tiếp. Chị ơi. Hả? Lát chị pha cho em ly nước cam nha. Ờ. Chị ơi, đó là biển hả chị? Đẹp quá à. Đúng rồi. Em chưa đi biển bao giờ hả? Hả? À, đi biển là ước mơ của em đó. Đi biển thôi mà, có gì đâu mà là ước mơ ghê vậy? Ba em làm nghề đánh cá ngoài biển. Nếu như em ra biển thì em sẽ cảm giác được gần ba hơn đó. Ừ, chị chắc chắn sẽ đưa em đi biển mà. Thì hả chị? Đi bằng chiếc đó nữa nha chị. Ừ. Xe máy nè. Ơ, em chào anh Nguyên. Ừ. Ủa, cậu cần gì hả? À, không có đâu. À, chị ơi, cho đi em nói này nè. Ồ, em đang vẽ đó hả? Dạ, em đang vẽ hai chúng ta đi biển nè. Cái này là hai chị em mình đó hả? Dạ, còn cái này là ba nè, ba nè hai đứa. Trời, em vẽ ba vậy luôn hả? Dạ. Còn cái này là gì đây? Con cá đó. Ước gì em được ra biển sớm. Nếu như được ra biển thì em sẽ cảm giác được gần ba hơn. Ôi, bảnh gì ta? Đi coi xe mà mua mô tô luôn hả? Có, đi kiếm chiếc xe cũ thôi hả? Trời, kiếm mua chi trời? Mua máy chơi game rồi mà đi, bây giờ đi mua xe chi nữa? Thì tại tôi có chuyện cần. À anh ơi. À, dạ. Anh cho em hỏi, ở đây mình có chiếc xe nào mà cũ giá nó mềm mềm không anh? À, chiếc này cũ thì tầm 200 triệu. Còn chiếc này thì tầm 400 triệu. Vậy anh cần giá bao nhiêu? Dạ Nguyên ơi. Ơi, dạo này tôi thấy bạn lạ lắm nha. Ê, xe cũ mà chạy ngon quá. Giọt nè. Chào cậu. Chào chị.
lấy gì hả? À không. À, chị nè. Này của chị. Ủa? Chị khóa gì vậy? À, thằng bạn nó dư chiếc xe, nó đưa cho em chạy. Em đưa cho chị, để chị chở Tâm Anh đi biển đó. À, cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi đâu có biết chạy xe đâu. Ủa, vậy hả? Em không biết là chị không biết chạy xe. Hay là để em chỉ cho. Chỉ hả? Ờ, à, để em chỉ cho, dễ hẹt à. À, vậy hả? Chị biết chạy xe đạp đúng không? À, chưa. Chưa luôn hả? Chị có khiếu thể thao, chắc học mấy cái này cũng dễ lắm. Việc đầu tiên á, là mình phải đội nón bảo hiểm. Đó, xong rồi. Rồi, việc thứ hai là mình leo lên xe. Những điều cơ bản em đã nói chị hết rồi đó. Bây giờ chạy thử đi. Việc đầu tiên á, là mình nổ máy. Nổ máy đây nè. Thấy chưa? Đơn giản đúng không chị? Nhưng mà tôi vẫn còn thấy sợ sợ. Thôi không sao đâu. Bây giờ phần kế tiếp dặm số. Dặm đi. Rồi. Bây giờ nè, nhìn phía trước. Lên ga nhẹ 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 thôi nha. Nhớ là nhẹ nhẹ thôi nha. Tôi biết rồi. Ừ. Bắt đầu. Ơi rõ lắm. Chị có sao không chị? Chị có sao không? Chị có sao không? Có sao không chị? Tôi không sao. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha. Có thiệt là không sao không? Không sao mà. Sao em nói là chị lên ga từ từ thôi. Chị không nghe. Tại tôi xin lỗi. Mày sao chị không bóp thắng? Lúc đó tôi còn không biết tôi tên gì nữa. Sao nhớ cái thắng nằm đâu? Là có chắc là chị không sao không vậy? Đau đây hả? Không, tôi không sao. Xin lỗi cậu nhiều lắm nha. Có gì đâu. Vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà đi. Ủa cái gì vậy? Đây là bản hướng dẫn đi ra biển. Nếu mà chị đi xe máy nguy hiểm thì nên đi xe buýt cho nó an toàn. À, cảm ơn cậu nha. À, mà đi xe buýt á thì phải thay đổi rất là nhiều chuyến, ít nhất là tới 2 tiếng lận á. Hả? Mất 2 tiếng lận hả? Mà chị có thường đi xe buýt không? Tôi có đi rồi. Nhưng mà đi xa vậy á thì tôi chưa có đi bao giờ hết á. Vậy thì không được. Mà chị cũng đâu có rành đường đâu đúng không? Ừ, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu nha. Bây giờ cũng chưa có cần đi biển liền mà. Tôi không dám làm phiền cậu đâu. Không sao đâu mà. À, thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy cái này tôi giữ nha. Dạ. Cảm ơn cậu. Tâm Ý hả? Dạ. Cô dặn cái này chút. Dạ. Hôm nay bên gia đình chồng cô có tiệc, cô không có ăn cơm tối nha. Dạ. Ông cũng nói là ông không có ăn cơm ở nhà cô. Ủa, vậy hả? Dạ. Nếu vậy con nấu cơm tối mình thằng Nguyên ăn thôi nha. Dạ, con biết rồi cô. Cô đi công việc. À mà cô ơi. Có chuyện gì? Con dẫn Tâm Anh ra ngoài chút được không cô? Con cứ đi đi. Dạ. Con cảm ơn cô. Cô đi công chuyện nha. Dạ. Toán nè, tiếng Việt nè, đủ hết rồi. Tâm Anh. Hả? Hôm nay mình đi biển nha. Thiệt hả chị? Ừ. Đợi em đi học về là mình đi liền luôn. Yeah, vậy là được đi biển rồi. Yeah. Hello, bạn mình ơi. Bữa nay á, chuyển cho một tiết. Điểm nhân hệ số 2 á, chuẩn bị xong hết chưa? Biết rồi. Cậu Nguyên ơi, chị em tôi đi biển đây. Tôi sẽ đi theo chỉ dẫn cậu đã đưa. Tôi có chuẩn bị buổi tối cho cậu rồi. Cậu chỉ cần hâm lại là được. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không biết đường đâu mà đi. Mà chị có thường đi xe buýt không? Tôi có đi rồi. Nhưng mà đi xa vậy á thì tôi chưa có đi bao giờ hết á. Vô học kìa. Nguyên, Nguyên, hôm nay kiểm tra một tiết đó. Mình đi biển nha. Đi thôi. Đi biển. Yeah, đi biển thôi. Ủa, anh Nguyên, sao anh không đi học? Giờ chị đi hả? Cho em đi với. Cậu cũng muốn đi nữa hả? Cũng lâu rồi, em không có đi biển.
chị đi. Trai ơi, hãy đến chỗ ba thật nhanh nha. Ba lên nha. Ba có khỏe không? Tụi con đang ở ngoài biển nè. Tâm Anh nói khi được ra đây sẽ cảm thấy gần ba hơn. Con cũng thấy vậy nữa. Con vui lắm. Con hứa là sẽ không khóc và cùng Tâm Anh cố gắng để chờ tới lúc chúng ta gặp lại nhau. Ba nói dù ba ở đâu cũng nghĩ về tụi con. Tụi con ở đây cũng nghĩ về ba nữa. Vậy nên ba phải cố gắng lên nha. Tụi con mãi yêu ba. Trời, em làm gì chạy với Tâm Anh? Ê, mắt á, vệ sinh mắt. Từ từ thôi. Từ đó. Chị mệt không? Mệt lắm đúng không? Biết vậy em nhờ cậu ba chở đi cho rồi. À, Nguyên. Ừ? Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Có gì đâu. Thôi chị về phòng nghỉ đi. Ừ, cậu ngủ ngon nha. Con mới về đó hả? Dạ đúng rồi. Hình như á là bài kiểm tra một tiết hôm nay á con bỏ thi thì phải. Dạ tại con bị đau bụng á mà. Ủa con bị đau bụng hả? Dạ đúng rồi. Vậy đi toilet xong tại sao không quay lại thi tiếp hả? Dạ con mắc cỡ mà. Tội nghiệp con quá. Dạ. Con mắc cỡ vậy chứ dạ. Con bị điểm không, con có mắc cỡ không hả? Đau mẹ ơi, đau mẹ ơi, đau không dám chạy mẹ, mẹ ơi, con ơi, con đứng lại cho mẹ đi chứ. Mẹ ơi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.